chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Nhã Phương khiến Trường Giang bất ngờ khi làm điều này với con gái. Cặp đôi nhiều lần tiết lộ về cô con gái bé bỏng, thậm chí cả hai còn bị nghiện con. Nhã Phương dần cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư sau khi kết hôn với Trường Giang và sinh con. Gần đây, nữ diễn viên trở lại với công việc, cô tham gia đóng phim, chụp hình quảng cáo và đi sự kiện. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Trường Giang tiết lộ anh bất ngờ khi bà xã không tránh được cảm giác nhớ con nên bồng con gái đi quay phim ở Đà Lạt. Điều này giúp Nhã Phương an tâm hơn, vơi đi nỗi nhớ con. Chính vì vậy Trường Giang thấu hiểu nỗi lòng vợ. Hiện Nhã Phương tham gia hai phim, một điện ảnh, một truyền hình. Con gái của cặp đôi có tên thường gọi là bé Destiny. Dù sau khi kết hôn, nhiều tin đồn Nhã Phương mang bầu, sinh con, nhưng phải tới tối ngày 4 tháng 8 năm 2019, cô ngấm ngầm xác nhận việc hạ sinh con gái. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới đấng sinh thành và nhắc đến con của cô và Trường Giang. Lúc này hơn bao giờ hết, con thật biết ơn cuộc sống đã cho con cơ hội được trải nghiệm điều thiêng liêng ấy. Những ngày tháng tới đây con sẽ biết chăm sóc, biết hy sinh cho thiên thần bé bỏng của mình như những gì mẹ từng làm cho con. Dù sau này, nhiều lần chia sẻ ảnh chụp với ông xã hay khi ở nhà, nhưng Nhã Phương tuyệt nhiên không hé lộ gương mặt con gái. Cô và Trường Giang mong muốn con có cuộc sống bình thường, không bị dòm ngó, là con của người nổi tiếng. Kể về bé Destiny, Trường Giang luôn thể hiện niềm hạnh phúc được lên trước. Niềm vui này chỉ có những người có con mới hiểu được và còn nhiều cái hay cho người chuẩn bị lên chức bố mẹ tìm hiểu. Nam Danh Hải tâm sự. Từ lúc bà xã mang thai, Trường Giang kiên trì trò chuyện với con gái lúc con còn trong bụng mẹ cho tới khi bé chào đời. Chính vì vậy khi mới gần 5 tháng tuổi, bé đã biết gọi bà. Nam Danh Hải thừa nhận ngày càng bị nghiện con. Hồi xưa lúc tôi chưa có con, nghe anh Quang Huy, đạo diễn Quang Huy nói về tình cảm cha con, tôi nghĩ anh này bị cắn thuốc hay gì. Anh bảo có con đã lắm, anh phải chạy về ôm, xoa, nắm tay nó. Sau này khi có con rồi tôi nhận ra người bị hư não là mình chứ không phải anh ấy. Khi có con mới cảm nhận được, đi đứng ăn nói cũng khác biệt vì con nó thấy. Trong khi đó, Nhã Phương tiết lộ tên con gái khi đăng tải tổng kết năm 2019. Cuối cùng, những điều ước trong năm 2019 của ba xem như đã thành hiện thực hết rồi. Một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, một công chúa để ba cưng nựng, một bộ phim điện ảnh sắp phát hành, một live show dành cho bà con xa quê ở Mỹ đã hoàn thành. Mừng cho một năm thành công rực rỡ của ba. Nói vậy chứ, mẹ cũng thành công không kém. Thành công lớn nhất là mẹ mang tiểu công chúa Destiny đến với gia đình nhỏ của mình. Nói chung, 2019 là một năm tràn ngập hạnh phúc của chúng mình ba nhỉ. Lâu lâu viết giấy một tí cho đỡ nhớ, không có người kiện cáo nói mẹ không có thương ba như trước. Khẳng định luôn yêu thương, ngút ngàn. Nhã Phương cho biết, con gái nhỏ có tính tinh nghịch và khá giống Trường Giang. Nhã Phương nhắc nhẹ chồng tặng quà Valentine, chỉ một tin nhắn đã làm Trường Giang phải than trời. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Nhã Phương Trường Giang luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Sau hơn một năm kết hôn và có con gái đầu lòng, nếu Nhã Phương ngày càng lên đời nhan sắc, Trường Giang chứng minh là người chồng yêu chiều vợ con hết mực. Không chỉ chăm lo chế độ dinh dưỡng cho bà xã và con gái nhỏ, nam diễn viên hài xứ Quảng còn cho biết bị Nhã Phương quản lý hết tài chính từ lúc về chung nhà đến nay. Cho tới mới đây, câu chuyện kinh tế nhà vợ chồng Nhã Phương Trường Giang càng chứng minh rõ ràng thông qua đoạn tin nhắn Nhã Phương đăng tải. Theo nữ diễn viên tuổi thanh xuân, vì bạn bè dần dần nhắc chồng sắp tới ngày Valentine, cô học hỏi. Tuy nhiên, ngay khi vừa gửi bức hình tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng như zoom cận mặt vào khuôn mặt cười kèm lời nhắc: chồng ơi, 14 tháng 2, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Trường Giang than trời, mẹ uống cả ngàn ánh mắt rồi, cả két ánh mắt rồi. Đoạn hội thoại này của cặp đôi làm người hâm mộ không thể nhịn cười vì thích thú. Đặc biệt sau màn nhắc nhở quà Valentine của Nhã Phương, khán giả càng mong ngóng xem món quà Trường Giang tặng bà xã có giá trị như thế nào. Trường Giang Nhã Phương du lịch nước ngoài, sang chảnh cùng nhóm bạn. Trên mạng xã hội, loạt ảnh Nhã Phương Trường Giang đi du lịch đang được chia sẻ rộng rãi. Theo loạt ảnh, vợ chồng nữ diễn viên đang có mặt tại Australia. Mới đây trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ loạt ảnh vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương đi du lịch hâm nóng tình cảm.
hai người đi chung cùng một số người bạn. Loạt ảnh trên được chụp trong khoảnh khắc Trường Giang đưa vợ đi mua sắm và hai người cùng đứng ngắm biển. Tình cảm bền chặt của nam MC, người Quảng Nam và vợ khiến người hâm mộ thích thú. Từ hình ảnh, thông tin của bạn bè, người hâm mộ cho rằng cặp vợ chồng sao đang nghỉ ngơi ở Australia. Sau khi kết hôn, đây là lần hiếm hoi nam danh hài để lộ hình ảnh chăm chút yêu chiều vợ. Trước đó có nhiều tin đồn cặp sao xảy ra rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên những hành động ngọt ngào Trường Giang dành cho vợ đã xóa tan tin đồn. Ngày 1 tháng 12 trong đám cưới Hoàng Oanh, nam MC nhiệt tình đi mua trà sữa cho vợ và các bạn, gồm cả cô dâu. Gần nhất, một số hình ảnh về chuyến du lịch của cả hai được lan truyền trên mạng, cho thấy Trường Giang đang tận tay đút đồ cho vợ ăn. Từ khi kết hôn, nam diễn viên hài xứ Quảng tỏ ra là người đàn ông của gia đình, luôn chiều chuộng chăm sóc vợ con. Anh từng được bắt gặp xin vào quầy pha chế của quán cà phê để làm nước cho vợ uống, chuẩn bị đồ ăn cho cô hoặc luôn nắm tay vợ đi giữa đám đông. Trường Giang, Nhã Phương kết hôn năm 2018 sau 3 năm yêu nhau nhiều sóng gió. Tại hôn lễ, nam diễn viên hài đã khóc khi nói về hành trình của cả hai. Anh hứa cho gia đình hai bên yêu thương và chăm sóc Nhã Phương chu đáo. Từ khi kết hôn, Trường Giang giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ, tự hào khoe vợ trên các chương trình truyền hình. Gần nhất trong show Kỳ Tài Thách Đấu, anh tiết lộ thường bị Nhã Phương mắng mỗi ngày khi cô đang mang thai. Mà vợ em chửi em xong thì tối lại khóc, xin lỗi, nói em không biết sao em lại như vậy nữa. Trường Giang chia sẻ thêm. Mới khó đảm nhận vai trò chăm lo cho con gái trong gia đình. Khi chia sẻ với báo chí, Trường Giang khẳng định chuyện nấu cơm trong nhà do anh đảm nhận. Nhờ tôi nấu ăn, lựa chọn thực phẩm, món ăn nên vợ tôi ăn nhiều cũng không sợ mập, nam diễn viên hài cho biết. Bất chấp dư luận, Nhã Phương can đảm bồng con gái lên phim trường để tiện chăm sóc. Trong một bài phỏng vấn với báo chí, Trường Giang để lộ vì không nỡ xa con, Nhã Phương đã đem con đến tận phim trường nơi mình làm việc. Sau một thời gian sinh con cho Trường Giang, Nhã Phương dần trở lại với công việc trước đây của mình. Cô bắt đầu đi sự kiện, đóng quảng cáo, đặc biệt tham gia đóng phim. Theo nữ diễn viên tiết lộ, cô đang tham gia hai phim, một điện ảnh, một truyền hình. Cả hai phim cô đều rất tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng. Dẫu vậy, mới sinh con và lần đầu làm mẹ, Nhã Phương không tránh khỏi cảm giác nhớ con, lúc nào cũng suy nghĩ về con. Trong bài phỏng vấn gần đây, danh hài Trường Giang tiết lộ, Nhã Phương từng đem theo con gái đi quay phim ở Đà Lạt. Và việc này giúp bà xã Trường Giang an tâm, có cảm hứng hơn làm việc. Chính mười khó bất ngờ về điều này, nhưng nam diễn viên hiểu và thông cảm cho cảm xúc của vợ. Trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương khoe clip đóng phim tại Đà Lạt. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhất quyết không để lộ hình ảnh con gái nhỏ. Cho đến nay, cả Trường Giang, Nhã Phương đều giữ kín gương mặt con gái. Cả hai mong muốn bé Destiny có cuộc sống phát triển bình thường, không bị dòm ngó của dư luận. Dù giấu kín hình ảnh của con, nhưng Trường Giang và Nhã Phương đều hào hứng chia sẻ những câu chuyện về con gái mình. Thỉnh thoảng cặp đôi tỉ tê với khán giả vài câu chuyện thú vị về con gái trên trang cá nhân, thậm chí trong các bài phỏng vấn với báo chí, truyền thông. Có thể thấy đối với họ, con gái là món quà vô giá, là niềm vui, là động lực để cả hai cùng làm việc và cố gắng. Chia sẻ về niềm sung sướng hậu kết hôn cùng Nhã Phương, Trường Giang cho biết giây phút anh được con gái nhớ nhung khi đi công tác. Niềm vui này chỉ có những người có con mới hiểu và có nhiều cái hay cho người chuẩn bị lên chức bố mẹ tìm hiểu. Hình ảnh Nhã Phương đi chơi cùng chị em trong gia đình. Nhiều khán giả đồn rằng em bé giấu mặt trong hình ảnh có thể là con gái Nhã Phương và Trường Giang. Nhã Phương đang có cuộc sống hạnh phúc. Nhiều người mơ ước. Cô nổi tiếng, được truyền thông săn đón, nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trường Giang cũng luôn yêu thương chăm sóc mẹ con Nhã Phương hết mực. Cô thường được chồng dẫn đi mua sắm hàng hiệu, thậm chí chiều sở thích của cô xây hẳn một rạp chiếu phim trong nhà vì Nhã Phương thích xem phim, ngại cũng như không có nhiều thời gian ra ngoài xem phim. Nhã Phương từng có một bài viết chia sẻ niềm hạnh phúc trong năm 2019. Cuối cùng những điều ước trong năm 2019 của ba xem như thành hiện thực hết rồi nha. Một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, một công chúa để ba cưng nựng, một bộ phim điện ảnh sắp phát hành và một live show dành cho bà con xa quê ở Mỹ đã hoàn thành. Mừng cho một năm thành công rực rỡ của ba. Nói vậy chớ, mẹ cũng thành công không kém. Thành công lớn nhất của mẹ mang tiểu công chúa Destiny đến với gia đình nhỏ của mình. Nói chung năm 2019 là một năm tràn ngập hạnh phúc của chúng mình ba nhỉ. Lâu lâu viết xế một tí. Chớ không, có người kiện cáo mẹ không có thương ba như trước. Khẳng định luôn yêu thương ngút ngàn. Gia đình chúng mình cảm ơn những tình yêu thương của mọi người luôn bên cạnh ủng hộ chúng mình.
Sài Gòn se se lạnh khiến tâm hồn bi, muốn tản mạn chút chút cảm xúc đến mọi người. Sẵn tiện, ai chưa được xem live show mới nhất của ba Destiny thì vào xem chung với bi, xem ông lấy rượu tây như thế nào, rồi cho bi nghe cảm xúc của mọi người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.